trong đâu phải copy thì được. Hello chị Thúy. Hello chị yêu. Xả nhanh với chị ơi, xả nhanh xả nhanh nào. Các người phụ xả nhanh hơn. Xả nhanh nào các chị ơi, vào chấm vào cho em nào các chị ơi. Hôm nay cuối tuần rồi nên là mọi người tập trung đông cho em nha. Hello chị Mỹ Loan. Xả nhanh nào, xả nhanh 30 nào. Áo em mặc có, áo em mặc là 119.000. Áo em mặc có đủ màu, màu hồng, màu trắng, màu xanh, màu vàng. Hello chị. Hello chị Thúy Lý nha. Các chị ơi, mọi người lấy thì mọi người cứ lên mã cho em là mã áo em mặc đi, áo A1 đi. A1 cũng được. A1 119.000. Chất liệu của nó là vải von chuẩn. Nói chung là mặc rất là thích. Đường cái đường cúc này, từng viên đường cúc cho em này, đẹp dã man luôn. Hello chị Thảo Trần nha. Các chị ơi, mình vào mình chia sẻ like cho em nào các chị ơi. Em xả nhanh, hôm nay em vừa có người phụ cùng rồi nên hôm nay em xả nhanh. Các chị nào nhanh thì được, vì cái hàng là hàng lông côm nha. Áo vàng phía sau đúng không? Áo vàng phía sau của em đây. Cái này là áo khoác. Áo khoác cho em này, chất liệu của vải nó là cái len vân cho em ấy. Đây này, len vân cho em này. 155.000. 155.000 có hai màu. Quần jean Kết ginh. Lên mã cho em nào các chị ơi, lên chia sẻ cho em nào. Lên chia sẻ cho em để bắt đầu tặng quà nào. Tặng đầu like, làm lễ trước nha, làm lễ trước nhanh cho em này. Tặng 9.000 này. Tặng 9.000 một cái áo phông cho em này. Chất liệu mặc vô cùng là mát thoải mái cho em này, nhìn này. 9.000 cho em, tặng 9.000 này. Trên 9 này, tặng 9 cho em. Được chưa chị ơi? Lên nào, chia sẻ bổ cho em quả chia sẻ nào các chị ơi. Có đầm em có. Em có đầm. Chia sẻ cho em nào các chị ơi, chia sẻ đi. Chia sẻ cho em nào. Lên mã tặng 9.000 nha, chia sẻ mạnh cho em đi nào. Để bắt đầu mình tặng quà nào. 9.000 cho em áo đầu tiên này. Áo phông này, cái này 53kg, 54kg đổi mặc vừa cho em nha. Này, chất liệu này, nhìn cho em này. Được chưa? Trời ơi, mặc thích lắm luôn ý. Lên mã cho em. Chia sẻ cho em nào, tặng 9.000 nào các chị ơi. Tặng 9.000 nha. Tặng 9.000 một cái áo phông cho em. Hello chị Thanh Phương Nguyên, chia sẻ mạnh cho em nào, chia sẻ cho em là để em xả lông côm nào. Xả hết hàng lông côm cho chị yêu luôn, xả mạnh, xả nhiệt tình luôn. Nên các chị ở lại like nào. Ở lại like mình xả nhanh cho em nha. Nào lên mã tặng 9.000 cho em này. Tặng 9.000 một cái áo phông này. Tặng 9.000, nhớ chị in vào cái máy in nha. Tặng 9.000 cho em này. Tặng 9.000. Nguyên bộ chị đang mặc bao nhiêu? Nguyên bộ em đang mặc quần là 115.000, áo là 119.000. Quần có đủ size S, M, L, XL. Áo thì 53kg, 54kg đổ là mặc vừa. Có đầm von chấm bi không? Có đầm von chấm bi. Có cái đầm chấm bi. Nãy lúc nãy rồi nhỉ? Đây. Có đầm chấm bi. Đây, đầm chấm bi đây. Đầm chấm bi đây. Tặng 9k, tặng 9k cho chị Mộc Thảo này. Tặng 9k. Tặng 9k cho chị Mộc Thảo. Nào, tiếp đầm đây. Áo này mặc như không mặc luôn. Đúng rồi chị ơi, áo mặc như không mặc luôn. Mặc rất là thích luôn. Chất liệu nó là von trượt mà. Mặc nó, nói chung là tạo cảm giác nó nhẹ. Nó nhẹ như không mà nó tạo cái cảm giác mình đúng như mặc như không mặc. Nó tên, nó bánh bèo. Đây chị ơi, váy bi cho em này. Váy bi cho em này các chị ơi. Váy bi phía sau này. Váy bi cho em này. Sale các chị yêu. Công ơi, xem cái đường sắt in xem nó có gì to. Lên cho em váy này, váy chấm bi cho em này, 79.000, váy chấm bi cho em này, phía sau có đường này, váy bi cho chị Hiền Hít này. In chưa? Váy bi cho chị Hiền Hít này. Có áo len ba lỗ không chị? Và em có áo len ba lỗ. Quần cho em này. Không in nữa. Trời ơi. Quần cho em này, quần này quần size L các chị, tổng khoảng 53 54 kg đổi mặc vừa cho em quần này. Quần cho em 79.000 này. Xe lốp các chị yêu quần 79 này. Quần 79 cho em. Quần 79, quần jean này. Quần 79 nha. Quần 79. Các chị nhớ là để ý điện thoại giúp em quần jean này size L này. Cái đường móc này là các chị khuy ra đây cho em nha. Khuy ra đây cho em. Đấy, khuy ra đây cho em này. Váy bi chị in thêm một cái của cho chị AH Lemo. Nếu mà Hiền Hít mà không nghe máy thì cho để chị AH Lemo đi. Quần 79 cho em này.
còn 19. Xem đấy nhá. Tiếp tục cho em này. Tiếp tục cho em một cái áo này. Tổ áo nó xinh lắm các chị ơi. Đây. Cái này mình mặc cái này cho em nha. Trên các chị yêu này. Trên các chị yêu 49.000 này. 49.000 một áo cho em này. Đây cái này là dạng ba lỗ cho em nha. Đó, ống tay này, xinh lắm luôn ấy. 53, cái này các chị tầm khoảng 50 ký nhá, 50 ký đổi mặc vừa cho em. Áo cho em này. Em 60 ký mặc vừa không? 60 ký vừa. 60 ký vừa cái váy đúng không ấy? Áo cho em áo 49 này, lên cho em là mã áo ren. Áo ren 49 này. Áo ren 49 cho em nha. Áo ren 49. Lên một cái mã váy cho em này. Váy cho em này. Rồi, 60 ký đổi mặc vừa cho em này, váy này. Váy 79 cho em này. Váy 79 cho em. Váy 79. Váy bèo 79 này. Đã mang chưa? Váy bèo 79. Đây, nó dài thế này cho em. Váy bèo 79. Tưởng khuya mới like. Like nhiệt tình quá các bạn. Hôm nay nhiệt tình các chị ơi. Lên cho em nè. Lên cho em váy này. Váy 79 này, váy bèo nhá. Lên mã váy bèo 79. Váy bèo 79. Váy bèo 79 cho em. Ui, cái áo nó xinh lắm các chị ơi, cái hàng nơ đằng sau này. Em lấy váy đi nha, cái chị AH mail chị in lại lần nữa thì chị có số điện thoại kìa. Thế lúc nãy không có số điện thoại. Lên cho em mã áo này, áo này sale các chị yêu 69.000 này. 69.000 áo vàng cho em này. Áo vàng nơ này. Áo vàng nơ phía sau này. Trời ơi, dãy nơ này, xinh chưa? 69.000 này. 69.000. 69.000 áo vàng nơ. Áo cho em này. Áo cho em 39.000 này. Tặng các chị yêu 39.000 này. Váy thôi chị Vân Vân. Váy thôi chị Vân Vân này. Áo cho em này. Áo này. Mọi người lên mã áo đen cho em này. Áo đen 39 này. Áo đen 39. Áo đen 39 cho em này. Váy cho em này. Tố một cái váy này. Váy cho em 85.000 này. Váy hồng cho em 85.000 này. Đây, các chị 50. Cái size này là size M. Các chị dưới 50 cân đổ là mặc vừa cho em. Váy hồng này. Váy hồng 85.000. Lên đồ bộ cho em này. Lên một mã đồ bộ này. À cái này là, ừ, đúng không? Lên đồ bộ cho em này. Đồ bộ này 69.000 này. Áo đen cho chị là Giang Hương này. Áo đen màu đen sau cái áo hồng. Đây bộ cho em này. Bộ 69 này. Bộ 69 cho em này, giáo học sinh đi đám cưới không chị? Cái váy màu hồng em vừa rồi em vừa dơ lên xong ấy, cái váy màu hồng vừa rồi chị đi đám cưới rất là xinh luôn. Váy 85.000. Váy hồng. Đây bộ 69.000 cho em này. Bao gồm này, quần này. Quần đây. Quần của nó này. Áo này. Một bộ của nó là 69.000 nha các chị nha. 69 này. Lên đồ bộ vàng cho em. Bộ vàng 69 này. Đây. Áo này. Bộ vàng 69 cho em. Bộ vàng. Áo em mặc có, áo em mặc dưới 54 ký đổ, 55-56 ký đổ mặc vừa cho em. Áo em mặc 115.000. Lên mã tiếp theo này. Áo tiếp này, áo kiểu cho em này. Rồi ôi, tặng các chị yêu luôn này. Tặng các chị 49.000 này. Áo cho em này, áo kiểu trắng này. Dưới 53 ký đổ mặc vừa cho em. Cái này là bo chun co giãn thoải mái cho em này. Đó, áo cho em này 49.000. À 59 cho em rồi, 59 hốt. Ừ, tặng các chị 49.000 này. Được chưa? Lên mã cho em áo kiểu này. Áo kiểu trang 49 này. Tặng các chị yêu vừa bán vừa tặng này.
bao nhiêu ạ? Quần cho em này còn một chiếc này. Còn một chiếc cho em này. Áo quần cho em này. Quần này các chị size từ quần này các chị tầm khoảng 53 kg đổi mặc vừa cho em. Theo các chị yêu 49.000 quần này. Quần này 49.000 cho em này, màu lon này. Màu bò cho em này, màu bò này. 49.000 quần này. Quần 49 cho em này. Quần cho chị Hiền Mít này. Chị đọc lên. Quần cho chị Hiền đi. Áo cho em này. Áo này 39.000 này. Tặng các chị yêu phong 39.000 này áo này. Áo này, lên mã áo vàng cho em này. Áo sọc cho em này. Áo sọc này 39.000 này. Áo sọc 39.000. Các chị tầm khoảng dưới 55 kg đổi mặc vừa cho em đây. Áo sọc cho em. Cho chị ừng ngoi này. Áo sọc cho chị ừng ngoi. To lên. Luyện giọng. Không. Hiền Mít em ấn nhầm quần nó. Một tay không vừa. Quần trong này cho chị mặc Hana Nguyễn. Áo cho em này. Tố gáo bánh bèo với chị ơi. Áo cho em này 69.000 này. Áo này. Thôi lên mã cho em áo này, áo trắng cho em này. Áo trắng 69 này. Đẹp không? Cái này là vừa bán vừa chia. Hôm nay là chia. Mua hoài hết tiền. Mua hoài hết tiền rồi lại kiếm ra tiền. Mua tiếp chị. Tiếp tục cho em áo 69 này. Áo trắng cho em này. Tối xinh quá chị ơi. Áo trắng cho em này. Không không cân nặng rồi 55 kg, 55-56 kg đổi mặc vừa cho em áo trắng này. Áo trắng 69.000. Áo trắng 69.000 nha các chị nhá. Hết tiền mình mới có động lực mình kiếm nhiều tiền là mình lại mua tiếp chị ạ. À. Tiếp tục cho em một cái váy bèo này. Có cái váy bèo hôm nay đúng không? Đấy, tốt đúng không? Hai chiếc. Mua phải bao nhiêu tiền nào? Quần 49 cho chị Hoa Lê nhỉ? Ôi nếu mà chưa có giá chị dây bút chị ghi lại 69. Tốt cho em váy bi đúng được không? Đúng rồi chị rồi. Đây tiếp tục cho em một cái váy này này. 79.000 này. Váy cho em 79 không cân nặng 60 kg đổi mặc vừa cho em nha. Váy bèo cho em này. Lên mã váy bèo 79.000 này. Trời ơi bán 79. 79.000 này váy bèo cho em 79.000. Ôi xinh dã man đúng không chị ơi. Hàng này. Hàng của tốt xốp luôn nha các chị nha. Hàng tốt xốp luôn này. Được chưa? Váy cho em này. Váy bèo 79. Xinh. Quần có một cái quần bò đấy em lấy chứ. Quần cho chị Hà thì cái bò đó không lấy gì không lấy gì cái áo cho em này. Áo sale các chị này. Áo các sale các chị 29.000 này. Váy bèo chị Hồng Ngọc Hà chị. Váy bèo chị Ngọc Hà. Váy bèo chị Ngọc Hà. Áo cho em này 29.000 này. 29 này. Chị ơi lên lại váy bèo đi. 29.000 cho các chị yêu này. Áo len này. Áo len 29.000. Áo len 29. Quần bò cho em này. Quần bò chốt cho các chị yêu này. Mộc Thảo của chị Mộc Thảo có áo này. Quần cho em này. Quần lên lại cho em sale các chị yêu 69.000 này. Quần 69 này. Được chưa ạ? Quần này. Size này size L dưới 53 kg rồi mặc vừa cho em nha. Đây quần size L. Cái này mình sắp khuy ở đây cho em. Đây. Có cái đường khuy đây. Đây đường khuy như thế này các chị ơi. Đây. Quần 69 cho em này. Quần em mặc là 115.000. Quần có đủ size S, M, L, XL. Nó là dáng quần tây. Đây dáng quần tây. Nó có cái đường đây. Có cái đường điểm ở đây rất là xinh này. 115.000. Nếu mà mọi người lên mã thì cứ lên mã cho em là quần tây. Quần tây. Quần tây là được. Tiếp tục này. Tôi hai dây cho em này. Một cái váy hai dây nhẹ cho em này. Chia nốt các chị yêu này. Đây. Váy hai dây cho em chia nốt các chị yêu 39.000 này. Váy hai. Ơ, cái này là váy đúng mà. Cái này chia các chị 59.000 này. Váy hai dây 59.000 cho em này.
khoái 2 dây này. Trời ơi, tặng cái đường kính cho em này, xinh dã man luôn các chị ơi. 59.000 này. Khoái 2 dây cho em 59.000. Xinh lắm. Đừng xả chị xem quần đi em. Đứng xa đúng không? Đứng xa chị xem quần đúng không? Đây, đây là dáng quần của em nha các chị nha. Đây dáng quần em. Nó là dạng quần tây. Dáng quần tây cho em đây. Áo em mặc cũng có luôn nha. Đằng sau này. Đằng sau nó có cái đường viền này rất là xinh. Đó. Chị cứ lên mã cho em là mã quần tây là được. Quần tây 115.000. Quần tây 115.000 cho em nhé. Em còn hai bộ này này. Mọi người ơi, chia sẻ nhiệt tình nào cho em với chị. Các chị ơi, chia sẻ lên cho em nào các chị ơi. Xả lông cô với một người chia sẻ lên cho em nha. Đây, em có một bộ này các chị ơi, bộ này. Một bộ cho em này. Một bộ 89.000 cho em, quần dài. Cái này là quần dài cho em. Cái này là đồ bộ cho em này. Một bộ cho em nhá, 89.000. Lên cho em váy bộ này. Váy 59. Váy 59 các chị tầm khoảng 53kg. 53kg đổi mặc vừa cho em. Váy 59. 53kg đổi mặc vừa. Bộ cho em 89.000 này. Lên mã cho em là bộ 89 này. Bộ 89. Áo em mặc là 119.000. Lên mã cho em là áo em mặc đi cũng được. Váy áo, áo nơ đi. Áo nơ đi. Áo cổ nơ đi. Áo nơ 119.000. Mọi người lên mã bộ cho em này. Mã bộ này các chị dưới 53-54kg đổi mặc vừa cho em nhá. Các chị không thích các chị mặc mình áo không cũng đẹp. Đây một bộ cho em. Đây các chị ơi, một bộ này 89.000. Áo cổ nơ xanh. Ok cho chị Diễm đi. Thì chị in cái đó ra, chị để riêng ra. Áo cổ nơ xanh. Lên mã bộ cho em nha. Mã bộ cho em là cái áo em mặc á, nên là chị bỏ riêng không á. Tiếp tục cho em này. Tiếp tục là em tặng các chị yêu này. Đây. Cái này là cái váy cho em này. Váy theo các chị yêu 59.000 này. Lên mã váy hoa cúc này. Váy hoa cúc xanh cho em, váy hoa cúc xanh 2 dây này. Các chị tầm 53-54kg đổ mặc vừa cho em nha. Váy hoa cúc xanh này. Dưới là nó tầng cho em này. Váy hoa cúc xanh. Đây. Váy hoa cúc xanh cho em. Váy hoa cúc xanh. Váy hoa cúc xanh này. 2 dây. 2 dây. Áo nơ. Chị ơi lên in chị Hoàng Vững ra áo nơ. Áo nơ là áo em mặc ấy. Chị ơi chị comment màu luôn cho em nhá. Comment màu luôn cho em này. Lên mã áo váy cho em này. Váy hoa cúc xanh này. Váy hoa cúc xanh 59.000. Váy hoa cúc xanh 59.000. Áo cạnh áo nơ là áo gì? Áo khoác ạ. À. Áo khoác. Áo khoác là 155.000. Ui. Một cái váy tiếp theo cho em này. Cái váy này size S cho em. Váy này em sale các chị yêu này, 69.000 này. 69.000 một váy cho em này. Lên mã cho em là váy đen này. Váy hai dây đen có mút ngực cho em. Có mút ngực hai bên. Váy đen. Váy đen 69.000. Váy đen 69. Váy đen 69 các chị tầm khoảng 50kg nhá. 50kg đổ lại mặc vừa cho em. Váy đen 69. Các chị ơi mình chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào các chị ơi. Chia sẻ cho em lên nào. Sao nó bị bóp nên là ít người. Nào lên cho em một cái mã váy cho em này. Váy cho em này. Rồi các chị dưới 55 dưới 60kg đổi mặc vừa cho em váy này. Váy cho em sale các chị yêu 39.000. 39.000 cho em này. Váy cho em. Váy 39 nè. Váy 39. Váy 39 cho em nha các chị nha. Váy 39. Áo nơ màu vàng. Chị in áo nơ màu vàng chứ không quên. Váy cho chị Ừng Moi này. Nhớ là thêm số tiền giúp em nha chị ơi.
39 có tem rồi. Nhưng mà những cái này này, cái này váy này, váy 39 này, ý là nó cũng lúc nãy không có màu ấy. Váy 3 váy em vừa nói là bao nhiêu tiền? Váy này, à đúng rồi, 39 đúng không? Nhập. Tiếp tục cho em này. Tôi một cái váy ren cho em này. Váy ren cho em nha các chị ơi. Váy ren này, sale các chị yêu 59.000 váy ren cho em này. Váy ren các chị dưới 50kg, 53kg đổ mặc vừa cho em váy ren. Váy ren 59.000. Váy ren hoàn toàn là từ ren, chất liệu của nó là váy ren luôn nha các chị nha. Ren cho em này. Từng đường luôn. Váy ren. Váy ren 59. Chị Giang Hương, chị ứng moi trước mà. Chị in ứng moi, chị ứng moi. Chị ứng moi cũng không có thì có chị ASH gì gì. Ôi ôi, váy xinh lắm các chị ơi. Váy cho em này. Váy đen cho chị Giang Thị Loan này, chị đọc luôn. Váy cho em này. Cái này là size này, là còn một size là size. Không, cái này không size. Các chị tầm khoảng 50kg rồi mặc vừa cho em cái váy này này. Lên mã váy trắng cho em. Váy trắng 69.000 cho em này. Váy trắng 69.000. Cái đuôi của nó là đuôi kiểu cá nha, dạng dạng cá cho em ấy, baby doll dạng kiểu cá ấy, đuôi cá ấy. Đây, hai bên nó đều là rút cho em này. Rút này, cổ mặc cái này sang, sang thôi rồi luôn. Váy trắng cho em này, váy trắng 69.000. Váy trắng 69 này. Váy trắng, có cần bộ váy cho nó. Cái này với cái lúc nãy có hai cái dây này chị đã chốt chưa? Hai dây có một chị đấy, lúc nãy in đâu? Ừ, lại có một người lấy mà. Váy cho em một màu tím cho em này. Màu tím váy hai dây 59.000 cho em này. 59.000 cho em này, có một người bình luận váy 259 mà. Chị ơi, có chị nào lúc nãy bình luận váy 59 cho em không? Váy trắng 69 cho chị Hoa Lê. Váy 59 cho em này, váy màu tím 2 dây cho em này. Váy 5 có màu tím và màu hồng. Lúc nãy có một chị. Váy trắng 69. Sao không hiện? Ừ, trời ơi chị. Thích cái này thì làm sao ấy được. Rồi, váy trắng 69 này. Váy màu tím 59.000 cho em này. Váy màu tím 59.000. Váy tím 59 này. Váy tím 59 cho em này. Váy trắng cho chị Hoa Lê này. Váy tím này. Váy tím này. Trời 59.000. Lúc nãy có một chị lấy váy hồng mà chị lại bỏ quên bình luận nữa rồi. Ôi, lấy xong rồi đấy. Tiếp tục cho em một cái mã váy này. Đây. Váy cho em này. Đó. Trước mặt này, váy nâu cho em này. Váy nâu này. Đằng sau là có cái nơ buộc cho em này. Váy nâu 79 này. Váy nâu 79 cho em này. Cái size này là size S các chị dưới. Cái này các chị dưới 50kg đổ mặc vừa cho em. Váy nâu cho em này. Trời ơi xinh dã man luôn các chị ơi. Váy nâu này. Buộc dây đằng sau này. Buộc dây đằng sau cho em váy nâu. Váy nâu 79.000. Tiếp tục lên một bộ đồ này. Đây một bộ đồ cho em này. Trời ơi áo đẹp dã man xuất sắc luôn các chị ơi. Lên mã rồi bộ cho em này. 79.000 này. Đây. Trời ơi xinh dã man luôn các chị ơi. Chất liệu của nó là gì ạ? Cái này là kiểu lụa tơ ấy. Lụa ấy. Nên là kiểu nó rất là đẹp. Mặc nó rất là mát. Cực kỳ là mát luôn. Các chị nhìn cho em này. Lên mã cho em là bộ này. Bộ 79 này. Bộ xanh 79.000 này. Bộ xanh 79.000 cho em này. Được chưa ạ? Bộ xanh 79. Lên áo phông đi ạ. Rồi lên phông. Tiếp tục này, lên tiếp cho em này. Mọi người ơi, các chị ơi, chia sẻ livestream cho em các chị ơi. Hơi bị bóp nha. Váy 2 dây cho em này. Trời ơi, cái váy này xinh lắm chị ơi. Áo chị mặc áo em mặc là 115.000, 119.000.
Trời ơi các chị ơi, von này, vải von cho em này mặc vô cùng là mát. Đuôi này, đuôi bánh bèo cho em này. Đấy, người ta gọi là đuôi cá đúng không? À, kiểu baby doll đúng không? Váy cho em 59.000 này. Sale các chị yêu 59.000, váy 2 dây cho em này. Được chưa ạ? Lên mã 2 dây nâu cho em này. 2 dây này, nhìn cái chất cho em này. Trời ơi, mặc như không mặc luôn các chị ơi. Đó, mặc như không mặc luôn. Váy 2 dây cho em này. Váy 2 dây nâu 59.000. Váy 2 dây nâu cho em 59.000. Tiếp tục này, chị Nhung ơi lấy thêm một ít đồ này chị Nhung. Đấy ở dưới em lấy cái đồ nghề cho em ạ. Lên một mã tiếp theo à? Lên cho chị Danh Thị Loan. Danh Thị Loan lấy 2 dây cho mình rồi. Bán cái gì? Danh Thị Loan lấy 2 dây nào. Chị bỏ hết ra đây. Đây chị ơi, áo sơ mi cho em này, 79.000 này, sơ mi cho em này. Một cái sơ mi cho em này. Trời ơi, chất này là vải von cho em nha. Von cho em này, mặc vô cùng là mát, thoải mái luôn. Sơ mi cho em này, sơ mi 79 này. Hôm trước nhà em đang bán 119.000 đấy. Hôm nay bán 79.000 cho các chị yêu này. Sơ mi 79. Sơ mi 79 này. Tiếp tục này. Váy thổ cẩm cho em này. Một cái váy cho em này. Dã man không chị ơi, váy này. Váy 79 cho em này. Váy 79 cho em này. Các chị dưới 53 tí đổi mặc vừa cho em. Váy thổ cẩm cho em này. 79.000 này. 79 váy thổ cẩm cho em này. Khóa đằng sau này. Hàng xe mát cho em. Xe xe S dưới 50 tí đổi mặc vừa cho em nha. Đây. Váy thổ cẩm cho em. Đây. Lên mã váy thổ cẩm cho em 79.000. Tiếp tục cho em này. À, áo bra cho em này. Áo bra cho em 59.000 này. Em còn áo bra cho em này, áo bra 59 này. Lên mã cho em là áo bra 59 nha. Áo bra màu nâu, à màu đen này. Áo bra màu đen và màu, màu đen và màu trắng cho em này. Áo bra cho em là không chút tưởng hết rồi chứ nhờ. Trời ơi, dã man luôn. Áo bra nhà em còn sót lại này các chị ơi. Áo bra cho em này. Rồi, có mút ngực cho em nha. Áo bra này, có màu trắng và màu đen cho em. Màu trắng và màu đen. Đấy. 59.000 cho em. 59.000 áo bra. Trời ơi, cái váy này xinh lắm các chị ơi. Các chị nào mà đi đám cưới hay đi đâu mình mặc cái váy này cho em nha các chị ơi. 79.000 cho các chị yêu này. 79.000 váy cho em này. Cái này các chị dưới 53 kg đổi mặc vừa cho em, dưới 53 kg váy cho em này. Lên mã cho em là váy đen 79 này. Váy đen 79 này, tay này. Trời ơi, cái vải nó phồng phồng lên cho em này, tạo tầng cho em này. Màu trắng này cho em này. Đó, nó tạo từng đường tầng này, cảm giác nó mềm cái váy. Lên mã cho em là váy 79 này. Váy 79 này. Đó. Xinh nhỉ? Cái tầng. Lên mã tiếp theo cho em một bộ này. Chị ơi, hai dây cho em này, bộ một bộ nó này. Em 59.000 cho em này, một bộ cho em này. Nơ này. Áo nơ này. Quần này, các chị 53 kg đổ mặc vừa cho em nhá. 53 kg đổ mặc vừa cho em, hoàn toàn nó là ren. Ren này, bên trong nó là cái lớp. Đây, bên trong nó sẽ có một cái lớp này, mặc nó tạo cảm giác nó thấm hút nó hôi cho mình này. Mặc nó mềm nó mịn cho em này. Một bộ cho em này, bộ ren. Bộ ren cho em 59.000. Bộ ren 59.000. Bộ ren 59. Bộ ren 59 này. Áo cho em này. Áo cho em. Trời ơi các chị ơi, áo này thì mặc vô cùng là thích luôn các chị ơi. Áo cho em này. Kèm theo nó là một cái chân váy cho em này. Chân váy này.
bộ nơi cho chị Thủy Vi đi này, chân váy cho em này, rồi một bộ cho em này, một bộ 69.000 cho em, một bộ 69.000 cho em, 69.000 một bộ cho em, các chị dưới 60 kg đổi mặc vừa cho em. Bộ này lên mã cho em là bộ trái tim đi, bộ trái tim này, bộ trái tim này 69.000 này, gồm chân váy luôn này, chiên các chị luôn này, đó, rồi tầng tầng cho các chị ơi, bộ trái tim này, bộ trái tim 69.000. Đây váy đâu, chắc không mặc, đây đây đây, cái này gì vậy? Tiếp tục cho em này. Ui, cái váy này xinh lắm các chị ơi. Lên mã váy cho em này. Một cái váy cho em 79.000 cho em này. Váy 79 cho em. Các chị bao nhiêu ạ? 54 kg đổi vào vừa cho em. Váy cho em này. Váy 79 này. Váy 79 này. Mọi người lên mã váy nơ 79 cho em này. Thắt cái quả nơ ở đây này. Váy nơ 79 này. Ở đây của nó là cái von này. Von này siêu nhẹ siêu mỏng cho em này. Đấy, nói họa tiết của nó là từng cái đường bi rất là đẹp, và bên trong của nó sẽ cái này dài thì không lo. Đây, váy cho em này, váy 79, váy nơ 79, tiếp tục cho em này. Trời ơi, áo cho em này, set một bộ đồ các chị ơi. Các chị dưới 53 kg đổ là mặc vừa cho em một cái set như thế này. Đây, đây là sẽ gồm một set của nó luôn nha các chị nha. Một set của nó này, 79.000 một set cho em này. 79.000 một set này, họa tiết của hoa nhí cho em này. Đây, cái này là một set luôn nha. Đây các chị ơi, một set luôn này. 79.000, màu nó rất là nhẹ nhàng và trang nhã cho em này. Một set luôn, dưới 53 kg đổi mặc vừa cho em. Dưới 53 kg. Áo, cái váy khóa cho em này. Váy khóa cho em. Đấy, rất là công phu từng đường luôn. Lên mã cho em là set tím. Set tím này. Set tím này. 79.000 cho em này. Set tím 79.000. Áo này. Set tím 79. Các set rất xinh nhỉ. Đúng kiểu màu quốc dân luôn ý, office luôn. Tiếp tục cho em này. Đó, áo phông cho em này. Cho em các chị yêu 39.000. 39.000 áo này. Áo phông 39 cho em này. Được không, mình cứ ý định nào đi chơi là đi đăng kiếm luôn. Thật. Hôm nay... áo phông 39.000 cho em này. Áo phông các chị dưới 60 kg đổ là mặc vừa cho em. Áo phông này. Tôi có chị Mộc Thảo. Chị nhớ chị đi đánh tiền với này. 39.000. Tôi một cái áo phông tiếp cho em này. Xinh không chị ơi, áo phông có cổ luôn này. Áo phông cho em này. Có, ừ có, in dự định nếu mà không gọi được đấy. Ồ, áo xinh quá các chị ơi. Áo phông sọc ngang cho em này. Áo vàng này, áo vàng cho em này 49.000. Áo vàng 49.000 cho em. Cái này mặc vô cùng thích luôn. Các chị tầm khoảng 55 kg đổi mặc vừa cho em nha. 55-60 kg đổi mặc vừa cho em. 49.000 này. 49.000 các chị ơi. Phông cho em này, phông vàng. Phông vàng 49. Cho chị Mộc Thảo phông cổ nha. Phông cổ này. Phong cổ luôn, tên là phong cổ. Quá hiền hòa. Ui, cái váy cho em này các chị ơi. Lên mã váy cho em này. Váy này mặc như thế này cho em. Váy cho em. Váy 69 này. Váy 69 cho em các chị 53-54 kg đổi mặc vừa cho em. Váy 69. Váy 69 này. Váy vàng. Váy vàng 69 cho em. Váy vàng 69. Cái này, cái áo này ý. Đây, các chị mặc thoải mái cho em. Nó che được cái bắp tay khuyết điểm cho em. Váy vàng cho em. Khóa đằng sau này. Váy vàng cho em.
Cái này là váy vàng không phải áo vàng. Chắc là các chị chọn cái áo kia. Váy vàng cho em này, cái này hàng đây, bỏ đây cho em. À, có kèm theo cái nơ cho em nha chị nha. Váy vàng còn bị kèm theo cái nơ cho em nha. Để các chị buộc lại, buộc ở giữa lại, buộc cái nơ ở giữa ấy. Rất là xinh. Váy vàng 69 cho em. Váy vàng 69 cho em nha. Tiếp tục này, tặng các chị yêu một cái con áo sơ mi cho em này. Sơ mi 39 này. Sơ mi 39 cho em. Sơ mi 39 này. Trời ơi, một thời hot hit đấy nhở. Kiểu một thời quốc dân. Một thời quốc dân cái áo này luôn đấy các chị ơi. Áo sơ mi này. Sơ mi dưới 53kg đổi vòng vừa cho em. Sơ mi 53-54kg bon chen thoải mái cho em nha. Đây, sơ mi 39 này. Sơ mi 39. Sơ mi cho chị Mộc Thảo. Sơ mi cho chị Mộc Thảo. Một thời em thấy hot trong cũng quốc dân luôn luôn á. Nào lên một set độ của bộ đồ cho em này. Set cho em này các chị ơi. Set này chút bán làm gì à? Đây, lên một cái set đồ cho em này xinh dã man luôn các chị ơi. Đây là áo này, nhìn kỹ cho em này. Đây là áo này. Trời ơi, áo này. Kèm theo của nó là một cái quần cho em này. Được chưa? 79.000. Lên set trắng cho em. Set trắng 79.000, 53kg, 54kg đổi mặc vừa cho em. Set trắng 79.000. Set trắng 79. Chất liệu của nó là vải kiểu chân chân vân vân đấy. Kiểu nói chung là chất rất là đẹp, sờ rất là thích, mặc cực kỳ là mát luôn. Cái lụa, kiểu giống lụa ấy, đẹp mà. Lên tiếp cho em này. Trời ơi, một cái mã tiếp theo cho em này. Lý cho em này, quần này. Quần nó là quần dài cho em. Set trắng của chị Luyến Hoàng này. Kèm số điện thoại giúp em nha, chị Luyến Hoàng. Đây, quần cho em này. Áo này. Áo cho em này. Được chưa ạ? Trời ơi, cái áo này các chị ơi. Đó, các chị mặc lên cho em là set hồng này. Set hồng cho em. Áo này. Quần đây. Quần các chị mặc phối như thế này cho em nha. Set hồng cho em này. Set hồng 89.000. Set hồng 89.000. Không biết nào còn bán đâu, 100 mấy. Set hồng 89.000 cho em nha. Set hồng. Chị mà ít thế. Chị Yến Hoàng, chị có cầm mình điện thoại thì chị. Đấy thì nữa không có điện thoại. Chị nghe chị từng chốt thì Yến Hoàng đúng không? Phần đầu của chị mà. Đúng không? Chị Yến Hoàng là để ý điện thoại giúp em nha. Để ý điện thoại bên em gọi chốt đơn. Tiếp tục cho em một cái sơ mi hồng này. Hồng kem cho em này. Cực kỳ đẹp luôn này. 39.000. Sơ mi hồng cho em 39.000 cho các chị yêu này. Set hồng của chị Huyền Trần này. Áo hồng cho em này. Bên em có 3 set hồng nhá. Các chị cứ lên thoải mái cho em 3 set hồng. Còn 3 set. Nào lên mã sơ mi hồng cho em 39.000 này. Trời ơi, mặc nó chất đẹp dã man luôn các chị ơi. Sơ mi cho em này. Chị Huyền Trần. Đây. Các chị sơ mi lại vào cho em này. Đó, xinh lắm luôn các chị ơi. Đây, áo hồng cho em, sơ mi hồng này. Sơ mi hồng 39.000. Tiếp tục này. Áo cho em này. Sơ mi đen này. Sơ mi đen 49.000 này. Chanel cho em này. Tay nơ này. Đó, sơ mi đen này. Sơ mi đen 49.000. Sơ mi đen 49.000. Sơ mi đen 49.000 cho em nha. Không vàng em. Không vàng em có không? Không vàng em không còn nữa. Nào tiếp tục cho em một cái sơ mi tay này cho em này. Sơ mi tay ngắn cho em này. Theo các chị ô 39.000 này. Sơ mi cho em. Theo cái tay ngắn đấy xinh lắm các chị ơi. Sơ mi tay ngắn cho em này. 39.000. Sơ mi tay ngắn này. Sơ mi tay ngắn này, sơ mi vào rất là xinh nha các chị nha. Sơ mi tay ngắn 39.000. Sơ mi tay ngắn.
không theo logo cho em này. Sơ mi tay ngắn 39.000. Em là chị Anh. Thế là mọi người cứ gọi em là chị Anh là em mãi chị Anh. Tiếp tục cho em này. Một cái váy cho em này, một cái váy tím này, các chị tầm khoảng 53 kg, 54 kg đổi mặc vừa cho em cái váy tím này. Chị em các chị yêu được 69.000 này. 69.000 cho em một cái váy tím này. 69.000 này. 69.000 váy tím cho em. Cái này các chị rút tay lên được rất là xinh nha, rút tay lên cho em này. Đó, rồi, xinh lắm các chị ơi. Chị là cái gì anh? Chị là Ngọc Anh. Em nguyên cả một trường của mình em là Mai Chị Anh. Mai Chị Anh. Hay là Mai Chị Anh. Cả một danh sách, cả một trường của mình em tên đọc Mai Chị Anh. Vì tên nữ. Đây các chị ơi, rút tay cho em này, xinh lắm này. Váy tím cho em này. Váy tím 69.000 này. 69.000 váy tím cho em. Đây rồi, em còn cái 2 dây các chị ơi. 2 dây này, chiên các chị yêu này. Váy 2 dây cho em. Váy 2 dây cho em này. Váy 2 dây. Cái này hôm trước em mặc. Váy 2 dây cho em này các chị ơi. Đây các chị mặc cái này cho em. Váy 2 dây này 69.000. Váy 2 dây 69.000 cho em. Các chị tầm khoảng 50 kg đổ lại mặc vừa cho em. Váy 2 dây 69.000. Váy 2 dây này màu xanh cho em này. Xinh dã man luôn các chị ơi. Từ trước bán, nói chung là bán chạy bán hết luôn rồi đấy. Còn tự nhiên nói rõ ràng cái này. Đây, váy 2 dây 69.000 cho em này. Váy 2 dây 69. Áo kiểu cho em này. Áo kiểu 49 này. Theo các chị yêu áo kiểu 49.000 này. Áo kiểu 49 này. Các chị dưới 50 kg nha, dưới 50 kg, tầm 46 47 cho em để mặc vừa cho em. Áo kiểu 49 này. Áo kiểu 49. À các chị kia 56 cân hiền đây nhà chắc là trả ra. Quên quên mất rồi. Váy 2 dây chị Trừ Giang Hương. Chị nhớ biết đây. Tên rồi nha. 69.000. Không thì biết hẳn ra ngoài cái gì đấy á. Áo kiểu chị Phương Trang. Không thấy cái gì vậy. Nó lại tắt cho mình kìa. Đúng không? Biết nhớ ra không quên. Áo cho em này. Áo cái này siêu các chị yêu này. 59.000. Váy 2 dây 59.000. Váy 2 dây chị Giang Hương. Áo kiểu cho em 59.000 này. 53 kg rồi mặc vừa cho em, 59.000. Cho các chị yêu màu xanh này, xanh ngọc cho em. Áo kiểu 59 này, áo xanh. Áo kiểu xanh 59. 69. Áo kiểu xanh 59 cho em này. Áo kiểu là chị Phương Trang. Áo kiểu là 49.000 là cái màu xanh, cái màu trắng chị vừa vứt lên ý. Áo này 59.000 nha các chị nhá. Này vẫn còn cái này à? Nãy vừa xả vừa ấy được một cái màu trắng xong. Áo cho em này. Đây. Tôi cửa sơ mi cho em này, 69.000 các chị ơi. Sale các chị yêu 69.000 này. Áo cho em này. Áo sọc cho em này. Áo sọc kem này 69.000 này. Áo sọc kem 69.000. Đây các chị ơi, lên mã áo tím cho em này. Sale các chị yêu 59.000 này. 59.000 bộ áo này. Áo 59 này, áo tím 59 này. Từng họa tiết của nó là thêu hết. Áo 59. Mang ra nhiều mạnh.
hơn chiều nay thì có thể là sáng mai. Sáng mai bên em sẽ gọi. Đây các chị ơi, khoái cho em này. Khoái 2 giây cho em. Cái này áo chị nhé. Khoái 2 giây này, chiên các chị yêu này. Khoái 2 giây cho em này, 59.000. Khoái 2 giây 59.000. Em xinh lắm. Em để lại em mặc. Khoái 2 giây 59.000 này. Áo gió nam bên em còn. Áo gió nam còn đủ size, đủ màu. 109.000. 100 XL. Đây cho em váy 2 giây này. Váy 2 giây 59.000. Ôi xinh lắm luôn các chị ơi. Váy 2 giây 59 này. Nhưng mà không dám này nữa. Áo cho em này. Áo này trên các chị yêu 49.000 này. 49.000 một cái áo cho em, áo kiểu này. Áo kiểu 49.000 này. Đây. Áo kiểu trắng 49 này. Áo kiểu trắng 49. Áo kiểu trắng 49. Một set của nó luôn này các chị ơi. Một set luôn này, áo cho em này. Được chưa? Áo này, bên trong sẽ các chị sẽ có hai cái áo hai dây gì đấy này kèm cho em bên trong này. 69.000 một set này. 69.000 một set cho em này. Đây, 69.000. Set áo trắng cho em này. Set áo trắng 69 này. Áo 69 với chị Hà Thủy. Áo 69 với chị Hà Thủy. Hà Thủy. Hà Thủy. Hà Thủy. Tiếp tục cho em này. Ôi. Quần cho em này. Quần này các chị dưới 54 kg đổ mặc vừa cho em 49.000. Quần này. Quần cho em. Lên mã quần cho em này. Quần 49 này. Quần 49 có hai bên túi này. Dưới 54 kg đổ mặc vừa cho em quần 49. Quần 49 cho em. Quần cho em này. Quần này là các chị dưới 53 kg, dưới 53 kg đổi mặc vừa cho em quần 69.000. Quần cho em này. Theo các chị yêu 69.000 quần này. Quần 69.000 cho em. Quần 69 này. Quần 69. Này size này là size bao nhiêu ạ? Cái này là size XL cho em. Size XL em sale các chị 99.000. Quần em mặc là 115.000. Quần em mặc là 115.000. Các chị lên mã là quần quần tây 115. Em còn cái này là size XL nên sale cho các chị hôm trước là bán 115.000. Hôm nay sale các chị 99.000. 99.000 một quần cho em này. 99.000 size XL. Còn đúng một size nên em sale các chị luôn. Đây. Còn đúng một chiếc duy nhất size XL. Size XL là các chị dưới 60 kg nha, dưới 60 kg luôn. Tầm 60 kg đổ là vừa cho em. Đây. Nó cũng là quần tây luôn nha. Cũng là quần tây. 99.000. Quần tây tây tây. Không tây thì đa, không đa thì tây. Em lên một set len cho các chị yêu này. Lên set len cho em 79.000. Set len 79. Tặng các chị yêu luôn. Trời ơi, cái này là tặng luôn đấy chứ các chị ơi. 79.000 này. Set len 79 cho em. Đẹp xuất sắc luôn các chị ơi. 53-54 kg đổi vào vừa cho em. 53-54 kg. Set len này. Set len. Set len
cho em nhé. Chất vô cùng là dày, mặc vô cùng là thích. Em còn cái áo khoác vest này các chị ơi. Áo khoác vest cho chị nào nhanh tay này. Khoác vest cho em. Còn đúng 2 chiếc, khoác vest cho em. Khoác vest lên mã cho em là khoác vest 109.000. Và các chị yêu luôn, được chưa ạ? Mã khoác vest này. Đây, 109.000 nha các chị nhá. Khoác vest cho em 109.000. Khoác này. Các chị phong cân nặng 50-60kg rồi mặc vừa xem một cái khoác như thế này. Khoác vest cho em. Khoác vest 109.000. Còn chưa bán chạy cái này nhỉ. Khoác vest này này. Các chị không hồi âm lại. Hồi âm lại đi. Các chị ơi, chấm cho em xin một chấm tương tác. Chị ơi, muốn lên gì nào các chị ơi. Tiếp tục cho em này. Nào tặng các chị yêu này. Tặng này 19.000. Tặng 19.000 cho chị nào chia sẻ cho em tặng 19.000 cái áo này. Được chưa ạ? Chia sẻ livestream cho em là các chị ơi tặng 19.000. Giá niêm yết đang bán 59.000. Có tem mác 59.000, bán 19.000. Được chưa ạ? Chị nào làm cho cái lượt view của em tăng lên 19.000. Được chưa ạ? Áo này, áo đen cho em này. Và các chị không cần nặng bao nhiêu 60kg đổi mặc vừa cho em. 60kg đổi mặc vừa cho em. Xem áo len ghi lê. À cái áo len ghi lê còn không chị? Xét len ghi lê. Xét len ghi lê còn. Nào các chị nhanh cho em nào. Tặng nốt cái áo này cho chị 19.000 này. Áo len 19. Áo len 19 nhìn kỹ cho em này. Hàng cực kỳ là đẹp luôn. Nó pha diềm ren cho em này. Pha diềm ren cho em. Mặc cực kỳ là đẹp 19.000. Áo len 19. Được chưa ạ? Tặng cho các chị yêu luôn. Áo len 19. 60kg đổ là mặc vừa cho em. Áo đen 19. Áo đen 19. Ok bên em đang đi lấy rồi. Áo đen 19. Tặng 19. Ok. Chị Thủy BT. Tiếp tục này. Chị Thủy BT chia sẻ cho em đi. Chia sẻ cho em đi nào các chị ơi. Chia sẻ livestream cho em đi. Áo này tặng các chị yêu này. Tặng các chị yêu 39.000 này. Áo cam cho em này. 60kg đổi, cái này các chị tổng khoảng 55kg đổi mặc vừa cho em này. Áo cam 39 cho em này. Áo cam 39, cái này là mình rút dây cho em, rút ở dưới nhá. 39 cho em này. Áo cam 39. Áo cam 39 cho em. Bây giờ nhìn nó còn xinh lắm rồi, tóc tay. Áo cam 39 cho em này. Áo cam 39. Tìm cái xem đen rồi. Cái ghi lê chấm bi á. Cái in cho chị Thủy. Chị Thủy VT 19. Đây. Ba lỗ tặng với chị yêu này. Ba lỗ. Áo ba lỗ tặng 19.000 này. Áo ba lỗ tặng 19.000 cho em này. Áo cao chị Sơn thấy mình không? Ừ đúng rồi. Đây. Đây 19.000 các chị ơi. Tặng các chị yêu luôn này. Cho cái lượt view nó lên này. 19.000 này. Ba lỗ 19.000 này. Được rồi, bán em. Áo ba lỗ này, ba lỗ 19. Được chưa ạ? Cắt này, vô cùng là đẹp. Ba lỗ 19. Cái này là tặng, vừa bán vừa tặng. Ba lỗ 19, được chưa ạ? Cái lúc nãy mà báo là gần cuối á, gần cuối mà định bán nhưng mà cái này nó không in được á. Có 19 không ai lấy. Có 39 không ai lấy. Set ghi lê đây các chị ơi. Đây set ghi lê đây ạ. Trời ơi dã man luôn. Ghi lê cho em này các chị ơi. Đây là cái len cho em này.
set ghi lê cho em này, len này, xẻ nhẹ cái phần eo cho em này, rất là xinh. Một set cho em này, áo chấm bi này, áo chấm bi cho em này, đây, xinh dã man luôn các chị ơi, áo chấm bi ở cổ nơi thế này cho em, đó, các chị mặc vào cùng với lại cái set len thế này cho em, nó là một set ghi lê luôn, 119.000, lên mã cho em là set ghi lê, set ghi lê cho em nha. Trước rồi đúng không chị? Set ghi lê cho em này các chị ơi. Set ghi lê. Không, set ghi lê bên em chỉ có đúng một màu thôi chị ơi. Và đúng một màu này là màu của Trang Nhã, màu đẹp nhất rồi. Đây, nó sẽ bao gồm là một set của nó. Thì nó sẽ gồm một cái áo và một cái set len bên trong cho em này. Đây. Đây sẽ gồm một set cho em như thế này chị ơi. Chỉnh lại cho em. Nó sẽ ok chị Đặng Thị Hải Yến có set ghi lê này. Tiếp tục cho em này. Đây, một set của nó đây các chị ơi, màu đẹp không ạ? Dã man chưa? Màu dã man chưa? Đây là bao gồm một set của nó nha. Sổ cái cổ cái đây này. Đấy. Thiết kế của nó là chấm bi này. Đấy. Xẻ nhẹ cho em này, xẻ nhẹ hai bên eo này. Xinh chưa? Xẻ nhẹ hai bên eo này. Một set của nó đây. Bình thường ấy các chị mua một cái ghi lê bên ngoài ấy chắc chắn sẽ hơn 100.000 rồi, tầm 150 đến 200 rồi. Bây giờ mất có 119.000 mà các chị đã được một cái áo len, một cái ghi lê đen cộng với lại một cái áo sơ mi bên trong rồi, là mình có luôn cả một set. Cả một set của nó có 119.000 thôi. Đấy, 119.000. Cố gắng này. Xong một cái chị Đặng Thị Hải Yến. Tiếp tục cho em này. Không không, nhà bán này rồi đây. Sơ mi tiếp cho em này. Áo em vừa cầm 119.000. Đó là một set ghi lê kèm với lại cái áo phông bên trong. À, một cái áo sơ mi bên trong. Liên tiếp cho em một cái áo phông này. Sale các chị yêu 30.000 này. 30.000 cho em này. 29.000 đi. 29.000 cho em. 29.000 cho em này. 29.000 một áo phông này. Áo phông nâu cho em 29. Áo phông nâu. Áo phông nâu cái này các chị mặc dáng dấu quần cho em áo phông nâu này. Chị Nhung ơi, lấy thêm đồ cho em đi. Lấy cái đó. Dạ vâng rồi. Cái áo cho em này, lên mã cho em tặng các chị yêu này. 49.000. 49.000 một áo, 54 kg đổ là mặc vừa cho em. 54 kg đổ là mặc vừa cho em. 54 kg cho em. 49.000 áo hồng cho em này. Áo hồng cổ ren cho em này. Áo hồng 49.000. 54 kg đổ là mặc vừa áo hồng. 49.000. Lớp này đây nhận máy. Tiếp tục cho em này. Áo kiểu cho em. Một áo kiểu cho em này. Tối dã man không chị ơi. Áo kiểu 59.000 này. 59.000. 59.000. 59.000. Bây giờ chơi kiểu khác đi. Bây giờ nếu mà cái lượt view của em tăng lên, em sẽ tặng cho các chị yêu 19.000 một cái áo này.
19.000 một áo kiểu như thế này, 53 kg đổ là mặc vừa cho em. 19.000 một cái áo kiểu đang bán, hôm trước là đang bán 119.000. Bây giờ các chị làm cho lượt view của em tăng lên, em sẽ lên cho các chị này 19.000 một áo kiểu cho em, được chưa ạ? Chấm cho em đi ạ, chấm vào cái bài cho em, chấm cho em nổi lên, chấm lên nào, chấm nào, lên view cho em tặng các chị yêu 19.000, 19.000 cho em nào, 19.000 cho em các chị ơi, 19.000 áo kiểu cho em này, 19.000 cho em, lên đăng rồi. Nào chia sẻ cho em nào, đặng chị Đặng Thị Hải Yến chia sẻ cho em này, chị Phạm Bảo chia sẻ cho em này, các chị ơi chia sẻ nhiệt tình cho em, review đang lên rồi, đang lên rồi, tặng 19.000 này, mọi người lên mã cho em là tặng 19, tặng 19 áo kiểu cho em này, tặng 19, tặng 19 cho em là đang lên rồi các chị ơi, rồi lên mã cho em tặng 19.000 này, tặng 19.000 cho các chị yêu này, nào lên mã cho em nào, lên mã tặng 19.000 cho em các chị ơi, tặng 19.000. Tại vì chiều các chị đang đi chơi, chị Nhung đang làm gì lại không có kia đấy chị. Tặng 19.000 cho em, tặng 19.000 cho em, chấm cho em đi ạ các chị ơi. Lên mã cho em tặng 19.000 nào, dã man chưa? Tặng 19.000 cho em. Chia sẻ cho em đi nào các chị ơi, tặng 19.000 một áo kiểu như thế này, một con áo kiểu cực kỳ chất, tặng 19.000, tặng 19.000 được chưa ạ? Tặng 19.000 này, dưới 53 kg đổ là mặc vừa cho em, tặng 19.000. Mất cái quần, mất cái quần, cái quần ông nhớ, ông nhớ ông trước đó kia mà sâu rồi ấy. Lên mã cho em nào, lên mã tặng 19 này, có váy body không? Có vậy chán luôn. Thôi, tiếp tục công việc này các chị ơi. Nào, áo cho em nào, áo cho em này. Rồi, dã man các chị ơi. Ba, tặng các chị bao nhiêu nhỉ? 49.000 này, 49.000 một cái áo cho em này, dã man các chị ơi, đẹp chưa? Bánh bèo, siêu siêu bánh bèo luôn cho em này, 49.000. Áo be cho em này, áo be cho em. Chị đi mơ. Áo be, tôi xong cái này xong, thôi cái này xong đi chị ơi. Xong rồi, không ai nữa. Áo be cho em này, 49.000 này, 49.000 áo be này. Thôi bắt xong rồi đó, thôi, xong rồi đó. Xong mình xem quần đang mặc. Quần em đang mặc đấy ạ, quần em đang mặc là 115.000, quần tây. Quần tây nha các chị nha. Tiếp tục cho em một cái mã áo này. Trời ơi, cái này là size M các chị, 53-54 kg đổi mặc vừa cho em này, 69.000. Áo kiểu trắng 69 này, áo kiểu trắng 69.000, tầng cho em này, được chưa ạ? Áo kiểu trắng 69.000. Cái này không chịu nguyên vui cho con. Cái này chịu con biết này. Cái này đáng đáng 19 này. Biết. Tiếp tục này. Trời ơi, xinh dã man luôn các chị ơi. Lên mã cho em 19.000 này. Tặng các chị yêu 19.000 cho em này, áo này. Trời ơi. Áo 19 này. Lên mã cho em. Cái này các chị mặc áo cho em cũng được, mà hay mình có con ấy, mình cho con mặc cũng xinh. Đây. Không, mình mặc váy cũng xinh mà, cái này thành váy thì mình mặc áo cũng đẹp. 19.000 này, tặng các chị yêu 19.000 này, áo cho em này, 19.000, co giãn thoải mái cho em, 19.000. Áo, váy nâu cho em 19.000. Ui, lên một áo lụa cho các chị yêu này, áo lụa. À, khăn kèm khăn tuba. Đây, áo lụa cho em này, ok, áo 19.000 cho Phan Tiên này. Đây, áo lụa cho em này, một cái áo lụa cho em và nó sẽ kèm. À, hôm kia có một cái màu vàng đúng không? Đây, kèm theo một cái tu ban cho em, các chị làm áo 19 cho chị Phan Tiên. Buộc lên đấy, đẹp. Em còn một chiếc nữa. Áo 19.000. Lên mã cho em này, áo lụa cho em này. Em vừa mới áo lụa, em kiểu 69.000 đúng không? 69.000 cho em này.
69.000 một áo lụa cho em này. Rồi, 54 kg đổi mặc vừa cho em. 54 55 kg đổi mặc vừa cho em, kèm thêm một cái khăn này. Cái này là cái khăn turban buộc lên đầu nha các chị nha. Đây là mình buộc lên đầu cho em. Thả rác ra buộc xinh cực. 69.000 áo lụa cho em. Áo lụa 69.000. Không có tem ở đấy chị, nó có tem. Vừa mở ra bay đâu biết rồi. Đúng không? Đúng không? Cho em sẽ lên xem không có ai tốt. À, kém 19.000 á. Hồ sơ cho khăn gì rồi nhỉ? Đây, còn cái 19.000 kìa. Tiếp tục cho em này. Một cái áo cho em này. Đây các chị ơi, áo kiểu cho em các chị dưới 60 kg. Đổi mặc vừa cho em dưới 60 kg nha các chị nha. Dưới 60 kg này. 69.000. 69.000 cho em này. Hàng TNT cho em này. 69.000 dưới 60 kg. Đổi mặc vừa cho em dưới 60 kg. Xong rồi. Dưới 60 kg đổi mặc vừa cho em này. Rất xong rồi chị. Thôi, em không làm nữa. Thế thôi. Em hẹn tối mọi người nha. Mọi người tối tiếp tục vào live bên em nha. Tối nha. Xin chào chị.